Xin chào tất cả các bạn. Tìm Việc 365 Review cho rằng mỗi một ngôi nhà đều có linh hồn và phong cách riêng. Linh hồn và phong cách đấy không chỉ được quyết định bởi thiết kế bên ngoài của ngôi nhà này hay là nội thất bên trong, mà không thể thiếu cả những phụ kiện đi kèm nữa. Và nhắc đến phụ kiện đi kèm thì không thể thiếu những tấm thảm, đúng không nào? Dù ngôi nhà đấy chỉ rộng vài chục mét vuông hay là rộng cả trăm mét vuông đi chăng nữa, thì những tấm thảm cũng sẽ là điểm nhấn để tô điểm cho ngôi nhà đó. Nhắc đến thảm thì một thương hiệu chuyên sản xuất này, phân phối và thi công thảm phải kể đến thảm Hán Long. Trải qua hơn 14 năm thành lập cho đến tận bây giờ thì thảm Hán Long đã đưa đến người tiêu dùng rất nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chất lượng và tạo nên niềm tin cho khách hàng. Vậy thì điều gì đã tạo nên thành công đó? Thảm Hán Long có gì khác so với những thương hiệu còn lại? Hôm nay Tìm Việc 365 Review sẽ cùng các bạn đột nhập vào công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hán Long nhé. Em chào chị ạ, em là Thúy Nga đến từ Tìm Việc 365 Review ạ. Rất nhiều bạn đang xem video này đều rất quan tâm đến sản phẩm của công ty thương mại Hán Long và đều muốn tò mò về vị trí tuyển dụng như thế nào ấy ạ. Thì không biết là chị có thể giới thiệu cho em và các bạn ứng viên ở đây biết về công ty mình được không ạ? Vâng ạ. Khu vực điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hán Long bao gồm 3 bộ phận chính: phòng họp, văn phòng làm việc và CEO. Đầu tiên, Hoàng Nga sẽ cùng các bạn đi thăm phòng họp của công ty. Phòng họp của Hán Long là nơi để tổ chức các buổi họp quan trọng hoặc tiếp đãi đối tác. Căn phòng này được thiết kế ở vị trí bên phải của lễ tân. Điểm đặc biệt trong căn phòng này là cách bài trí được lấy cảm hứng từ các văn phòng tiếp đón đối tác nước ngoài ở những văn phòng làm việc chính phủ. Đây cũng được coi là phòng khách kiểu mẫu, được tạo điểm nhấn bởi bộ bàn ghế gỗ có thiết kế sang trọng, bắt mắt. Cũng tại phòng họp này, Hán Long đã cho trưng bày sản phẩm do chính công ty mình sản xuất. Ngay dưới mặt sàn là một tấm thảm to, trang trí nhiều hoa văn. Bước đi trên tấm thảm mà cảm thấy sự êm ái, nhẹ nhàng, bồng bềnh dưới chân. Sang đến phòng thứ hai, chúng ta sẽ cùng đi khám phá văn phòng làm việc của Hán Long. Văn phòng làm việc của Hán Long nằm ở bên trái của lễ tân, đối diện với phòng họp. Khu vực này cũng được chia thành hai bộ phận chính: một văn phòng của nhân viên hành chính nhân sự và một văn phòng dành cho nhân viên kinh doanh. Do kinh doanh hay phải trao đổi nhiều với đối tác, nên được sắp xếp không gian làm việc ở bên ngoài cho thuận tiện việc đi lại. Còn nhân viên hành chính nhân sự sẽ được xếp vào hai buồng riêng, ngăn cách bởi tấm kính. Hiện tại thì Thúy Nga đang có mặt trong văn phòng của công ty Hán Long.
Và để đạt được những thành công như ngày hôm nay không thể không kể đến sự cố gắng của bộ phận của công ty. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một số nhân viên ở đây nhé. Em chào anh ạ. Chào em. Cho em hỏi một chút là anh hiện tại vị trí của anh là gì ạ? Vị trí của mình là phụ trách kinh doanh. Trong quá trình làm việc nhóm thì anh cảm thấy mọi người trong nhóm như thế nào không ạ? Trong quá trình làm việc nhóm, mình thấy sự góp ý của tất cả đội ngũ anh em để tạo ra một nền tảng vững chắc cho phòng. Trong quá trình làm việc nhóm anh có gặp khó khăn gì không ạ? Không. Những lúc mà chẳng hạn như là trong nhóm mà xảy ra một vấn đề gì đấy thì anh sẽ thường hay giải quyết như thế nào ạ? Trong nhóm thì xảy ra những vấn đề về công việc ấy, thì mình sẽ hỗ trợ anh em để giải quyết những việc tồn đọng. Vâng, em cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi thử một nhân viên khác nhé. Em chào anh ạ. Anh tên là gì ạ? Mình tên là Văn Anh. Dạ vâng, anh Văn Anh ạ. Anh đã làm ở đây được bao lâu rồi ạ? Mình làm được 2 năm. Vâng, trong quá trình làm việc thì anh cảm thấy môi trường như thế nào ạ? Trong quá trình làm việc thì mình thấy môi trường rất là hòa hợp và vui vẻ. Anh em mình làm rất là nhiệt huyết. Vậy là cuối tuần anh có hay đi xõa với đồng nghiệp không ạ? Có, cuối tuần anh em hay giao lưu với nhau và ngồi chia sẻ những kinh nghiệm và tâm sự trong công việc. Trong quá trình đi xõa đấy thì mọi người có hay uống bia, uống rượu không ạ? Có chứ, vì như bọn mình thì hay giao lưu với nhau. Trong những lúc như thế thì có bao giờ lỡ nói một cái chuyện gì đấy không hay về công ty không ạ? Cái đấy thì anh em làm với nhau thì cũng rất là không bao giờ. Vâng. Em cảm ơn ạ. Còn hiện tại thì tôi đang có mặt ở phòng nhân sự. Em chào chị ạ. Chào em. Vâng, chị có thể giới thiệu về vị trí mà mình đang đảm nhiệm được không ạ? Chị đang là trưởng bộ phận nhân sự của công ty Hà Long. Chị làm chức bộ phận trưởng nhân sự ở đây được bao lâu rồi ạ? Gần 3 năm rồi. Thế thì chắc là rất là nhiều kinh nghiệm đúng không? Cảm ơn em. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tham quan một phòng quan trọng nhất là phòng của CEO nhé. Và đây là vị CEO của chúng ta ngày hôm nay. Chào anh ạ. Chào chương trình tìm việc 365 Review. Dạ vâng. Ở trong căn phòng này, CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hán Long đã hết mình, không ngừng cống hiến vì công việc. Căn phòng này chính là nơi chứng kiến biết bao sự đổi thay và đồng hành cùng những bước chuyển biến quan trọng của Hán Long. Với mục đích tạo ra những sản phẩm chất lượng, cũng chính tại nơi này, vị CEO đấy đã dành ra rất nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu, phân tích thị trường, phân tích hành vi, thói quen của người tiêu dùng. Từ những nỗ lực ấy, các tấm thảm của Hán Long chưa bao giờ làm khách hàng thất vọng. Ngược lại, các tấm thảm do công ty sản xuất không chỉ đẹp về mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, mà còn tỉ mỉ chất lượng trong từng khâu thi công thảm. Do đó, quả không ngoa khi nói rằng Hán Long chính là một trong những thương hiệu thảm trải sàn đi đầu thị trường Hà Nội, nhận được sự tin yêu của nhiều người tiêu dùng.